Xin chào các bạn nha, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hậu. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Cái Nước Cà Mau. Thì hôm nay mình đến đây để quay gửi đến các bạn người xem là xe cuốc các bạn đang đi trên khô nè, để mà vô múc cái ở vuông này như nuôi tôm nuôi cá gì đó. Thì mình thấy nó lạ lạ thì mình quay lên cho các bạn xem luôn. Đây hiện tại thì anh đang nằm trên khô nè, và anh múc để mà anh dẹt đường đi vô luôn các bạn. Rồi bây giờ là anh đang di chuyển vô các bạn. Đây, nó nằm trên khô luôn. Thì chiếc xe cuốc này là 04 các bạn ơi. Đây, phía dưới là chỉnh non không ạ. Một này tắt nó đùa. Thì cái điện như thế này các bạn, cạn như thế này thì cứ ảnh cứ đi vô từ từ, đi đến đâu thì muốn cái đó mà đi vô á. Múc lên đó anh để anh vét đắp lên cái bờ, làm tạo dùng cái bờ cho đẹp luôn các bạn. Còn bên kia cái bờ lắng lứt. Cái mùi ảnh thì anh chơi cái mùi chế này. Đây giờ nó nằm trên bờ trên khô như thế này nè. Từ từ đi. Nhưng mà là cái mà là
trên bờ cho nó sâu sâu tí xíu, anh nữa anh múc chình ở dưới tắt lên đó các bạn. Đó. Cái đường ghét lá ngô rồi. Anh múc như vậy các bạn để cho nó cái bờ này nó thấp đi, để múc cái chỉnh ở dưới phía dưới nó lên xì, dưới nước nó xì lên để đắp đó cho nó bằng cái bờ ha. Bằng mái chứ không chơi đâu các bạn, chỉnh ở dưới phía trước kìa. Đi chỉnh non gì nó đùa ở đây các bạn, con này mai các bạn.
vô nó là đầy gạo. Ủa giờ phía sau ra nặng máy rồi. Lên như vậy là phải làm tạo cho cái vuông cho nó đẹp, vuốt bên lan bằng thì chắc theo mình nghĩ thì chắc mà mùa hai mùa gì đó người ta vẫn xên vuông như thế này. Thì lần đầu tiên cũng quay cái video về những xên vuông như thế này luôn các bạn. À, vậy là múc ở giữa đó bỏ lên đây, không có đắp lên bờ nữa. Gần xong. Kiếm đường ra, anh kiếm đường để anh đi ra các bạn. Đó. Là tôm lươn cua cá gì là lịch gì đó là lên hết luôn. Đây thì nước. Thì nước này như mình như vậy các bạn, chừng theo chừng cả năm vài tháng là sẽ lên cao lại ha.
giờ là anh cố gắng anh bò ra các bạn. Chưa đi được cho các bạn nên ảnh ra tiếp tục bánh múc nữa, không khi nào mà ra đi ra ngoài được thì thôi hả. Đấy, để cho có sức kéo. Nước cái độ chảy vô ít, chảy vô lường các bạn, đó cho nó chừng dễ đi. Thì để chỉnh non chỉnh cháo các bạn, dít lên đây nè, cao không được nó sẽ chảy đùa đùa lại. Về cái bờ này bường đi đó, về lại đang anh kéo tới. Này là 04.
cái này là Sumitomo. Xin kết thúc video tại đây luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.